Rồi vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 207. 207 là một cây bằng lăng tím lá nhỏ form thiên nhiên, sống khỏe luôn nha. Cây này có hoành 20, cây cao là 80. Nhà vừa xin giao lưu là 600k bao ship luôn nha. 600k bao ship. Cây sống khỏe luôn. Form thiên nhiên. Cây u nằng luôn nha. Cái này về mình để rinh cũng được, mà mình ghép từng bi cũng được nha. Nói chung là tùy theo sở thích của mỗi người thôi. 600k bao ship. Cây rất là già luôn. Rồi giờ xin qua cây này luôn nha.